Nó yên tĩnh dễ sợ. Nãy hết lời hết đồ.
Nó làm hay là làm chua sướng cái vậy, còn chua ừ. sướng á. Đó mà nhớ nhớ ăn giờ không muốn ăn 3 giờ sáng rồi mà ăn, hai ba giờ ừ. sáng rồi ăn gì nữa. Bọn em qua đây nó có chuyện nó kêu miếng vậy, không đói không muốn nó ăn dài nhưng mà nó dài kêu á, ọt ọt xui tôi nằm ngủ yên tĩnh vậy mà nó xui nghe thôi em thế cái ăn dài dài hết. Thì miếng cốc nó không hề chua nha. Ừ. Thà ăn chua đi, nó đây không hề chua. Chọc em nó mệt liền luôn.